349 đời vua Trung Quốc Trung Quốc có hơn 4.000 năm lịch sử, với triều đại phong kiến trải dài suốt 2.000 năm. Vị Hoàng đế đầu tiên là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, đến vị Hoàng đế cuối cùng của Triều Thanh là Phù Nghi. Tổng cộng có 349 vị, 349 vị Hoàng đế, mỗi người một vẻ, có tốt, có xấu, có hiển minh, có hôn bạo, có hùng tài thao lược, có bất tài thiểm cận, có người cần kiệm liêm chính, có người hoang dâm vô sỉ có người trường thọ, có người đoàn mệnh. Thời nhà Tần diễn ra từ năm 221 trước công nguyên đến năm 207 trước công nguyên, gồm hai vị vua là Tần Thủy Hoàng danh Chính và Tần Nhị Thế Hổ Hợi. Thời nhà Hán được kéo dài 400 năm, trong đó nhà Tây Hán kéo dài từ năm 206 trước công nguyên đến năm thứ 8 công nguyên. Thời gian này có 12 vị hoàng đế, trong đó Hán Cao Tổ Lưu Bang là người lập ra nhà Hán. Từ năm thứ 8 công nguyên đến năm 23, Nhà Tân đã thay thế trong một thời gian ngắn là 15 năm với ba đời vua. Nhà Đông Hán tiếp tục từ năm 25 đến năm 220. Trong thời kỳ này có 13 vị vua. Sau thời kỳ thịnh trị của nhà Hán, Trung Quốc rơi vào thời kỳ phân tranh. Từ năm 220 đến năm 280 là thời kỳ Tam Quốc. Tức là Trung Quốc được phân chia thành ba nước. Trong đó, Ngụy Quốc ra đời từ năm 220 đến năm 265 với năm vị vua, bắt đầu từ Tào Phi, con Tào Tháo. Nước Thục ra đời từ năm 221 đến năm 263 với hai đời vua là Lưu Bị và Lưu Thiện. Nước Ngô tồn tại từ năm 222 đến năm 280 với bốn vị vua: Tôn Quyền, Tôn Lượng, Tôn Hưu và Tôn Hạo. Và rồi thời Tân Tấn ra đời từ năm 256 đến năm 316. Nhà Tây Tấn bắt đầu từ Tư Mã Viêm, con trai của Tư Mã Chiêu, cháu nội Tư Mã Ý, thời kỳ này cũng kéo dài bốn đời vua. Sau đó là thời Đông Tấn từ năm 317 đến năm 420 với 11 vị vua. Thập lục quốc, tức 16 nước là thời kỳ kéo dài từ năm 305 đến năm 439. Thời kỳ này kéo dài hơn 100 năm và có đến 67 vị vua. Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt thời kỳ phân chia khi tiếp tục vào thời đại Nam Bắc triều từ năm 420 đến năm 589 với 56 vị vua. Thời kỳ nhà Tùy từ năm 581 đến năm 618 với 3 vị vua. Rồi đến thời nhà đường, thịnh trị suốt gần 300 năm, từ năm 618 đến năm 907, với 22 vị vua. Thời kỳ ngũ đại thập quốc với 55 vị vua kéo dài từ năm 907 đến năm 979. Rồi đến thời kỳ Bắc Tống và Nam Tống từ năm 960 đến năm 1279, với 18 vị vua. Thời kỳ nhà liêu cũng kéo dài khoảng 200 năm, từ năm 916 đến năm 1125, với 9 vị vua thời nhà Kim từ năm 1115 đến năm 1134, với 10 vị vua. Thời Tây Hạ, kéo dài từ năm 1038 đến năm 1227, với 10 vị vua. Thời nhà Nguyên, với Nguyên Thái Tổ Thiết Mộc Trân đã xây dựng một nhà Nguyên kéo dài từ năm 1206 đến năm 1368, với tổng cộng 15 vị vua. Đây có thể nói là thời kỳ Trung Quốc bị xâm lược, nhưng chính dân tộc Trung Quốc đất nước bị xâm lược lại đồng hóa đất nước đi xâm lược. Thời nhà Minh kéo dài cũng gần 300 năm, từ năm 1368 đến năm 1644, với 16 vị vua. Rồi Trung Quốc lại tiếp tục rơi vào cảnh bị xâm lược, khi nhà Thanh trị vì Trung Quốc từ năm 1616 đến năm 1911, trải qua gần 300 năm, với 12 đời vua. Vị vua cuối cùng của Trung Quốc là Thanh tuyên thống đế Phủ Nghi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vị vua này thông qua chuỗi video trên kênh Youtube Học tiếng Trung Quốc Giao Tiếp và website Học tiếng Trung Miễn Phí.